Hello mọi người, hôm nay Long xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở Úc này tối hôm qua mưa lớn lắm nha mọi người. Mưa đất ướt mà mình đi như này. Lúng luôn á. Đất mình lên đồi này bên ở bên đây Phạm là đồi là nó đất sình nhiều quá mọi người. Có những nơi là đất nó cát nữa. Bông mình đang đi này là cái bông luôn bạn, vàng đẹp lắm. Đó, cao cái luôn, cũng ngang cao 1 mét hơn luôn á. Này chắc không bao lâu nữa là bắt đầu là bây giờ là nó ra trái rồi nè. Rồi là nữa cái đó, nó là ra trái nữa, cái hộp đây nó xa bên kia nữa. Đây thấy gốc này một cánh đồng rộng lớn luôn mọi người, mênh mông luôn á. Trên máy bay mà mình chuẩn bị mà mình đáp xuống sân bay ở đây, sân bay ở bang mình ở tôi ra nè, Melbourne á, thì trên mình nhìn xuống là thấy đồi núi không là nhiều nha mọi người. Rồi thì mình nói nhiều thôi, mình đi về vấn đề visa cho mọi người hiểu nha mọi người. Hôm qua thì trang mạng của Úc này từ di chú thì có đề cập tới visa, một loại visa 462, và mình cũng có chia sẻ một cái video trước của mình đó. Thì video 462 bây giờ là di chú Úc bên chính phủ đó ngưng lại nghe mọi người. Không phải là bỏ luôn mà là ngưng lại tới tháng 12 mới bắt đầu mới có hiệu lực lại. Thì song song đó thì visa loại nông nghiệp và mọi người quan tâm đó, thì chắc cũng có thể visa đó nó sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với visa 462 luôn nha mọi người. Này thông tin thôi chứ cũng chưa có gì gọi là gì chính xác nha mọi người. Tại khi lực ban ra nhưng chưa ban hành thì nó chưa có nói lên được điều gì hết trơn á, nên mình không có khẳng định là nó sẽ thế này hay là thế nọ được. Giờ mình cứ chờ đợi cái tình hình visa nông nghiệp á, là hy vọng là bên chi hội nông dân ở Úc này nè mọi người là sẽ giúp được cho mọi người về vấn đề visa đó, thì có thể là giúp về tiếng Anh có thể nới lỏng xuống đó, hoặc là không cần tiếng Anh gì đó, thì cái đó thì để bây giờ là chưa có ai biết được nha mọi người. Thì qua đây thông qua cái video này mình cũng chia sẻ cho mọi người biết tình hình hiện tại của visa 462, visa nông nghiệp. Đặc biệt là mình cũng nhắc lại là visa 462 đã ngừng lại tới tháng 12 nha mọi người. Đây, mình nói về cái này là cái hồ nước lớn đó mọi người. Đó, nơi là mình đang đặt máy bơm á. Chiều dài nó cũng phải hơn 100 mét đó. Nó thấy dài không? Đó, tiếng máy mọi người đang nghe là tiếng máy bơm mình đang chạy để tưới nước lên cho cao á mọi người. Xa nè, nó zoom cho người thấy nè, xa mới có căn nhà thấy không? Đó, nước Úc này là đất rộng nhưng mà người thì thưa nha. Đó, xa dời 1, 2, 3, 4, rồi luôn qua đây không có nhà luôn, nó chạy dài không biết bao nhiêu mà nói không có nhà cửa gì ai luôn.
đây 5 6 7 rồi luôn coi 8 hết cho một vòng xung quanh là tứ phía luôn rồi đó, nhà cửa nó không có gì đó. Đó, xa đó là chạm điện đó mọi người. Qua bên đây thì farm này, vùng này là farm rộng lớn đó mọi người. Qua đây nói chung là làm farm là thoải mái lắm. Thôi mình có chút chia sẻ với mọi người thôi, mình xin kết thúc video nha mọi người. Và mình cũng gửi lời chúc cho mọi người. Thì khi visa được ban bố thì mọi người ai cũng đủ điều kiện được đi qua bên nước này làm nông nghiệp. Bye bye và thank you mọi người nha. Xem video thấy hay thì đăng ký, chia sẻ, like, ủng hộ video mình nha mọi người. Bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video mới của mình nha. Bye.